Trận đấu siêu cấp Anh giữa Arsenal và Manchester City đã diễn ra với sự hấp dẫn và kịch tính từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều đã thể hiện sự quyết tâm và sẵn sàng đối đầu trong cuộc chiến danh giá này. Arsenal đã thể hiện quyết tâm vượt qua mùa giải vừa qua bằng việc đầu tư rất lớn vào đội hình của mình. Trong kỳ chuyển nhượng hè, họ đã chiêu mộ thành công 3 tân binh chất lượng, bao gồm Declan Rice, Kai Havertz và Jarrion Timber, với tổng giá trị lên đến 255 triệu đô la Mỹ. Với sự trình diễn ấn tượng này, Arsenal hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt và cạnh tranh đáng gờm với Manchester City trong mùa giải tới. Trong khi đó, Manchester City, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola, vẫn là một thế lực bóng đá mạnh mẽ không thể xem nhẹ. Đội bóng thành Manchester đã có một mùa giải hoàn hảo khi giành cúp Anh 3 danh giá là Ngoại hạng Anh, Cup FA và Champions League mùa trước. Với đội hình sắc bén và lối chơi đầy phòng ngự và tấn công, Manchester City đang là ứng viên sáng giá cho các danh hiệu cao quý trong mùa giải sắp tới. Trận đấu siêu cấp Anh không chỉ là cuộc so tài giữa hai đội bóng hàng đầu, mà còn là màn đụng độ đầu tiên của mùa giải mới. Đây là dịp để cả hai đội thể hiện sự chuẩn bị và định hình mục tiêu cho những thử thách tiếp theo trong mùa giải. Trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc và hành động hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá. Arsenal và Manchester City đều có đội hình mạnh mẽ và lối chơi đẹp mắt, hứa hẹn sẽ cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao với những tình huống hấp dẫn, pha bóng kịch tính và những bàn thắng đẹp mắt. Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích trong trận đấu quan trọng này.